xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay Trường Giang nhận thấy có rất đông đồng hương đã đến hội trường St. Gregory để cùng tiếp một bàn tay trong buổi gây quỹ cho các thương thế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đây là buổi gây quỹ lần thứ hai mà cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts gây quỹ để có thể giúp được cho các thương thế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và Trường Giang có mặt tại đây để tường thuật sự kiện này như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chúc quà cho anh là tấm lòng của những đồng hương tại Boston, Massachusetts gửi về cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cứ mỗi năm vào mùa thu, khi cơn lạnh bắt đầu tràn về, chúng ta không ai không chạnh lòng nghĩ đến các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đã ngoài 60, lê lết trên từng vỉa hè xó chợ để tìm cách nuôi sống bản thân tật nguyền và gia đình của mình. Họ đã hy sinh cả đời để chiến đấu cho một quê hương tự do. Thời thế đã biến họ trở thành những người thất bại và phải sống vất vả ngày đây mai đó hơn 43 năm qua. Trên tinh thần tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đã thành công tổ chức buổi gây quỹ để yểm trợ các chương trình giúp đỡ cho thương phế binh tại dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Rất nhiều khi chị về quê hương thăm gia đình và nhìn thấy các chú các bác đã phải lê lết bán vé số, ngồi mưa ngồi nắng và bị bỏ quên trong xã hội, thực là một điều rất là buồn. Thì ngày hôm nay cũng như chị hy vọng là chúng ta cứ tiếp tay với nhau, cùng nhau làm một việc gì đó để gửi lại một chút quà, một chút tình cảm đền đáp lại công ơn của các anh các chú đã hy sinh cho mình được đến bến bờ tự do. Một đêm văn nghệ đầy ý nghĩa với nhiều màn trình diễn xúc động đến từ các ca sĩ quen thuộc trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cùng với các ca sĩ đến từ California, Huỳnh Phi Tiễn và Diễm Liên. Lòng vào chương trình tri ân là những bài hát tranh đấu hùng hào tạo nên một không khí đầy cờ vàng tung bay phất phới tại hội trường. Khoảng 500 đồng hương đã đến tham dự và gần 50.000 Mỹ Kim đã được đồng hương đóng góp. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của thượng nghệ sĩ Đinh Trần và ứng cử viên dân biểu Trâm Nguyễn. Bác sĩ Đào Liên Thư, trưởng ban tổ chức cũng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, cô đã nỗ lực mời các đại diện giới trẻ tham gia trong buổi gây quỹ, đặc biệt các thành viên của nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa tại DC và ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trình diễn các tác phẩm tranh đấu gắn liền với cuộc đời hoạt động của cô. Mặc dù chiến tranh đã trải qua 40 mấy năm, nhưng mà các chú các bác vẫn hình như đang còn sống trong chiến tranh dưới một chế độ độc tài. Thì những hoàn cảnh mà các chú các bác đang bị tàn tật mà còn phải lê lết giữa đường tìm miếng từng miếng ăn, không có chỗ ở, không có mái ấm che đầu, thì Liên Thư cảm thấy mình phải nên có một cái trách nhiệm nào đó để mà làm những việc để trả ơn cho những cái sự hy sinh của các chú các bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cùng phái đoàn hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa tại DC và cộng đồng người Việt tiểu bang Pennsylvania đến tham dự đêm gây quỹ hôm nay là ông Hồ Xuân Thưởng. Ông kể về nỗi khó khăn về một người bạn thương phế binh của ông sau ngày 30 tháng 4 như sau. Anh ta bị thương một con mắt, nhưng mà khi bị đuổi ra thì do cái thuốc không có và bị là coi như là truyền nhiễm, anh ta bị hư luôn một con mắt nữa. Đó là cái thực tế, là những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa mình hiện tại ở Việt Nam rất là khổ. Và anh đó là một người cùng lớp xóm chung với tôi, cho nên anh đó là tôi là đã giúp chung với một số anh em trong công quân ở Pennsylvania và New Jersey để mà giúp đỡ cho cá nhân ảnh. Tôi có nói với anh ấy là nếu mà tao giúp cho mày một số tiền thì mày sẽ làm gì? Tại vì anh ấy anh đi bán mấy cái bàn chải, mấy cái đồ mà linh tinh cho gia đình ở cái các chợ, thí dụ chợ An Đông hay chợ Sài Gòn. Mà anh đi từ ở Long An anh đi lên thì đường xá rất là khó khăn. Mà khi buôn bán vậy, tất cả chúng ta đều biết là bán lòng lề đường thì bị là cái đám là trật tự này nó đuổi đi. Thành ra anh không bán được, rất là tội nghiệp đó thằng bạn của mình. Chúng ta không phải làm một buổi cảm ơn để bố thí, mà chúng ta làm một chương trình như thế này để ghi ân.
Đó là lời chia sẻ của ca sĩ Quỳnh Phi Tiễn. Anh hy vọng đóng góp được một phần nào cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người này đã từng chiến đấu và hy sinh và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và bây giờ là họ là sao? Họ thể phải vất vả, họ là bị kẻ thù vẫn còn trả thù lên họ. Họ không có việc làm, họ phải rất là vất vả cho cuộc sống của họ. Chúng ta không phải làm một cái cuộc cảm ơn để bố thí, mà chúng ta làm một cái chương trình như thế này để ghi ơn. Bởi vì những cái việc làm như thế này không thể nào có thể so sánh được bằng những cái sự hy sinh của họ. Một chút quà cho anh là những gì mà người Việt ở hải ngoại có thể gửi về để tiếp tay cùng với các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trường Giang tường thuật cho Đài PTN từ thành phố Rochester. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.